Thế giới đài với mừng chào đón các bác yêu mến đài trên toàn quốc đã trở lại kênh. Rất cảm ơn các bác yêu mến kênh của Thế giới đài đã chờ đợi để lên một cái sản phẩm của ngày hôm nay. Người ta bảo có tiền thì mua tiền cũng được, nhưng mà nhiều khi có tiền thì đối với một số những sản phẩm sưu tầm thì không mua được đâu ạ. Có những con, có những chiếc đài có cả cuộc đời kinh doanh em gặp một vài lần, và nhiều khi các bác muốn mua thì có khi phải chờ đợi cả vài năm. Hôm nay thì chiếc này là chiếc của một bác khách hàng ở Việt Trì. Bác ấy chốt mua. Và chiếc này thì là một trong những chiếc mà phải nói thật là các bác là ở thị trường Việt Nam đến bây giờ mua cũng cực hiếm. Và con này nó là bản có thùng xốp. Đấy. Em sẽ test là chất âm của nó. Ngoài ra ở dưới này em cũng bật một cái cuốn băng tech quay quay cho nó đẹp. Và bây giờ em sẽ mời bác cùng thẩm âm nhé. Tôi cấm em cuộc tình hoang phí, tôi cấm em để nhà đó tôi mình, và tôi cấm em buồn lòng khi tình lỡ con thành tìm sâu theo lời gió qua gầy không. Tôi cấm em muôn từ gian dối, tôi cấm em đừng tìm vỡ sao trời, đừng đem nét môi dần hờn theo lời nói u hoài, vì tình yêu là tháng năm dài tưởng thước người yêu. Trên vùng đất cấm tôi thấy em ngồi lạnh thắm vai mình, tỏa hương tóc mây mặt mà như nhạc cũ yên bình, trời hồng pha màu nắng xem kênh của Thế Đài thì đừng quên ấn đăng ký để không bỏ lỡ nhiều video kế tiếp. Bên đăng tải video vào lúc 8 giờ tối tất cả các ngày trong tuần, và các sản phẩm đăng tải hoàn toàn là không trùng nhau về sản phẩm. Các bạn ghé kênh để xem em thuyết trình cũng như là giới thiệu chào bán tất cả sản phẩm với đài cassette tuyển chọn. Và em sẽ để chiếc đài này xuống và để dây sang bên trái một chút để thứ nhất là quay cho nó chi tiết hơn. Các bác hãy chờ em một chút để em chỉnh đốn cái khu vực để sản phẩm cho nó
quay thật đẹp cho các bác cùng xem. Và rồi, và bây giờ thì em sẽ tiếp tục quay tiếp cho nó hát tiếp để quay cho nó phê. Gầy không lùa tôi cấm em muôn từ ra lối, tôi cấm em đừng tìm vỡ sao trời, đừng đem nét môi dần hờn theo lời nói ngoài, vì tình yêu là tháng năm dài tựa muôn thước mây. Người yêu ơi, người yêu ơi, sao em không nói đường quân mời tới dòng cuốn tuyệt vời, em có bao giờ nhung nhớ cho người đang ai đời nỗi thương nên lẽ loi. Tôi thiếp đi trên vùng đất cấm, tôi thấy em ngồi lạnh thắm vai mình, tỏa hương tóc mây mặn mà như nhạc cũ trời hồng pha màu nắng bên thềm, người mong vùng đất cấm tôi xin em, vùng đất cấm tôi xin em, vùng đất cấm tôi xin em, vùng đất cấm. Tiếp tục mời bác thả băng thêm một ca khúc nữa nha. Vùng đất cấm tôi. Cha tôi về ngày xưa thơ mộng đó, bên mái tranh chiều ngồi ngắm áng mây trôi, mẹ quê đun bếp nghèo thơm mùi thơm qua khói mờ, ôi tình quê chiều mến. Xin cha tôi về miền quê hương nhỏ bé, trắng soi bóng mờ chuỗi ngày đẹp và chân ai hoen đôi mắt đỏ xót thương đầu môi ngôn từ nhẹ ôi khắp trời cuộc trần gian quen lừa dối. Cha tôi về thời xa xưa lòng gió, bên khóm hoa cà sượt đuổi bướm tung tăng, diều căng dây mái đình thương đầu xanh chưa biết buồn, chưa sầu chưa hờn oán. Xin cha tôi về ngày xưa trong mùa lúa, tan vầng trắng của bóng chày thấm đượm đèn tình.
âm của nó thì phải nói là tuyệt vời luôn. Xin tạm dừng thẩm âm chiếc Nationa RXC52 tại đây. Em cũng như đầu video đã nói, nhiều khi có tiền cũng không phải lúc nào có tiền cũng mua được. Đấy, nó cũng phải có duyên và tùy thuộc vào thời điểm. Có nhiều bác thì khi em đăng lên sản phẩm thì sau khi có người khác chốt mua mất rồi xít xoa, và có những bác đã từng phải xin cả số điện thoại của người mua để gạ mua lại nhưng cũng không mua được, bởi vì những khách hàng mà người ta đã theo dõi sản phẩm, người ta mua là người ta đã cái sản phẩm đấy người ta đã có rất nhiều những kỷ niệm, hoặc là trước đây là gia đình người ta đã có. Đấy. Xin cảm ơn bác khách hàng ở Việt Trì đã là người sở hữu và ủng hộ sản phẩm của Thế Giới Đài. Một lần nữa xin kính chúc bác cùng toàn thể gia đình thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Cảm ơn toàn thể các bác yêu mến đài trên toàn quốc đã thường xuyên ghé kênh để xem em test các tính năng của những chiếc đài. Bác nào quan tâm đến sản phẩm gì có thể để lại bình luận ở phía dưới hoặc liên hệ số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để em tư vấn. Xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.